hai MC. Dạ. Quyền Linh và Lê Lộc. Cô bữa nay là 60 tuổi. Thị trấn Đức Tài, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận. Nghề nghiệp của cô là buôn bán kinh doanh. Còn đây là dâu của cô. Chào hai MC, chào Quyền Linh, chào Lê Lộc. Em tên là Nguyễn Thế Thị Minh Thu. Năm nay em 25 tuổi. Em là dâu của mẹ Cai được gần 6 năm rồi. Em có em bé chưa? Dạ em có em bé, một em bé gần 5 tuổi rồi. Dẫn đi theo luôn, dẫn hết cả gia đình đi hết. Từ Bình Thuận vô đây hết luôn. Dạ, đúng. Đóng cửa nhà nghỉ, như đóng cửa cửa hàng buôn bán kinh doanh là như dẫn đi. Đi để tham gia chương trình. Đi về lỗ về mặt kinh phí. Bây giờ thích chương trình mẹ chồng nàng dâu quá nên mình đi. Cảm ơn cô. Cô thích chương trình như thế nào? Cô thích chương trình là mẹ con cùng nhau chia sẻ nỗi buồn cũng chia sẻ được, vui cũng chia sẻ được, mà có cái gì vướng mắc mình cũng nói ra cho nó có hạnh phúc. Hay quá. Hôm nay thì có thể là một cái ngày đáng nhớ với gia đình chúng ta ha. Rồi, cái ngày đầu tiên mà cô biết đây là con dâu tương lai của mình á, thì cô ấn tượng điều gì hay không? Ban đầu á là con của cô á không có quen bạn bè đồ bù bịch gì hết, cô lo sợ. Cái cô mới thúc khối là quen. Nhưng mà cô không có biết là con dâu của cô đây là mặt mũi gì hết. Cái một ngày nọ cái con của cô kêu: má ơi, con chở bạn gái con về thăm chơi với má bệnh. Cái xong rồi cái cô mới nói là: à vậy là được á, má mừng á, chứ má tưởng con không có bù. Cái xong rồi cái chở về thấy dâu á, tự nhiên dùm thấy mặt mày sáng láng mà cao ráo đồ vậy đó. Cái tự nhiên cô ấn tượng, cái cô mừng, cô nói: trời ơi, ước gì dâu của cô. Ước gì luôn? Ước gì luôn. Chúng ta là chưa biết là giờ. Ước tại chỗ luôn. Mà ước mà còn nói chứ: con ơi, nếu mà sau này mà con mà được làm dâu của cô á, mà cô mà hạnh phúc á, là như đi tới nào tới chốn á, là cô còn sức khỏe ngày nào á, là cô không có để tụi con khổ đâu. Ồ. Hay quá. Vậy là con dâu hạnh phúc quá rồi. Dạ. Chị có ấn tượng gì với mẹ không? Dạ, lúc đầu á là do em quen chồng em là lúc em đang học lớp 11. Mà gia đình em là ai cũng ngăn cấm hết, không có cho quen, tại vì kêu còn nhỏ quá. Mà hầu như là em quen mẹ em, quen chồng em á, 100 người ai cũng kêu bà đó, bà cai đó, bà hung dữ lắm. Bà dữ nhất chợ, mày đừng có quen con bà. Em cũng sợ. Thì em có lên em gặp mẹ. Thì hình như cũng hên cái, như bữa đó mẹ bệnh hay sao á, cái thấy mẹ hiền quá. Chứ không có hung dữ giống như người ta nói. Mà gặp mẹ rồi cái mẹ nói chuyện cởi mở. Với lại mẹ hứa với em một câu hứa, cái là chị em quyết định là em sẽ làm con dâu mẹ là do mẹ hứa. Rồi mẹ sẽ tạo điều kiện cho tụi con làm ăn, chứ đừng có đi học để làm gì nữa. Là mẹ sợ em không có quen chồng em nữa, cho nên mẹ hứa vậy, cái là em quyết tới luôn, khỏi đi học nữa luôn. Trời đất ơi. Được lấy chồng, được nghỉ học nữa, rồi được mẹ hứa nữa. Không, nhưng mà cũng phải học hết lớp 12 anh, lấy bằng tốt nghiệp về cho ba em đã. Người ta thì lấy bằng tốt nghiệp rồi đi học đại học, còn em á là lấy bằng tốt nghiệp là để lấy chồng thôi. Tức là có bằng tốt nghiệp ba mới cho đi lấy chồng hả? Dạ, phải lấy bằng tốt nghiệp 12 xong. Tại vì là hồi xưa là mấy anh chị em trong gia đình em là không có được học đến nơi đến chốn. Chỉ có hai anh em út của em là được. Thì gia đình cũng kỳ vọng nhiều lắm, nhưng mà do kiểu như là duyên số sao đó. Gặp ảnh thì nhỏ con người này kia mà ai cũng khuyên ra hết. Nhưng mà cũng kiểu như là trời định rồi. Cái là thấy mẹ như vậy nữa, cái là mình có thêm động lực. Học lớp 12 vừa xong chưa có nghề nghiệp gì, là cô cho hai vợ chồng đi về ở ngoài Quy Nhơn á. Tại có nhỏ em nó may là chăn ra gối nệm rèm cửa rồi đó, là cô cho học nghề. Có cái nghề xong rồi á, là vô cô đám cưới là có cái nghề đó làm ăn. À, là cho đi học nghề ở ngoài cô? Cho đi học trước rồi về đám cưới sau. Vậy thì mẹ con từ lúc mà ở chung tới giờ có những điều gì hợp nhau nhất? Hợp á thì về là như là nó nhiều điều hợp hơn là cái điều không hợp. Như là mẹ thích nấu món gì đó thì con thích, mà ví dụ lắm lúc cái món ví dụ lương hay cá chạch hay là cái gì đó, là mẹ đi chợ về là mẹ sợ ăn không được mà mẹ mua về trước rồi. Mẹ hỏi:
con có ăn được lương với cá chạch đồ không con? Nó kêu má con không có ăn được, nhưng mà không ăn được là bồ lon con tán thôi, còn mấy thứ này con ăn được hết. Làm giật mình hả? Bồ lon tán nó cứng quá không được thôi đúng không? Còn con gì ăn cũng được hết trơn. Cô này dễ ăn. Học về nhau chuyện ăn nè, rồi chuyện gì nữa? Có em với mẹ là thường hay nói chuyện tâm sự với nhau. Rồi mẹ mà buôn bán trên chợ mà có cái tin gì giật gân á là im lặng không có kể với ai hết. Chạy về trước nhà là chưa có nhìn ai hết là kêu hỏi em đâu. Bắt đầu là kể ra cho em mà kêu người ta dặn má là đừng có kể với ai hết. Mà má kể cho con thôi. Em cũng vậy. Mà quan trọng là chị có kể cho người khác nghe nữa không? Mà em kể cho chồng em. Rồi chồng cũng kể cho ba. Với lại em với mẹ em hợp thêm cái nữa là thích làm đẹp lắm. Mà em thì hồi xưa giờ là đi học về rồi lấy chồng mình đâu có được là học nghề gì đâu. Bây giờ chỉ may vá rồi thôi, mà em thích trang điểm. Mẹ em giống như là vật thí nghiệm cho em vậy đó. Lúc nào cũng sẵn sàng hết. Có khi là nhà nghỉ mà chạm khách 9-10 giờ đêm cũng kêu mẹ ra đây con trang điểm nha. Rồi bắt đầu tê ra là hai mẹ con trang điểm nối mi rồi làm sờm hết mẹ thích lắm. Trời ơi, dễ thương quá nha. Có bữa nào nói vô mà gỡ ra không được không? Có bữa nói xong sáng mai con mắt nó sưng lên luôn. Rồi mẹ có la gì con dâu không? Không, đó bữa nay con không biết thì ngày mai con chỉnh cái đuôi lại đi. Trời mẹ chồng dễ quá. Thằng cái gì cái họp cái này là hay lắm á. Dạ. Nhưng mà trong những lớp họp đó có chuyện gì mà không hợp mà cãi nhau không? Có nhiều. Tại vì tính em với mẹ thường hay nói chuyện với nhau, mà gặp nhau thì hầu như 24/24 thì sẽ có những cái mâu thuẫn xảy ra. Nhưng ví mà dụ chị. Dạ, ví dụ mẹ em á mê tín dị đoan lắm, muốn đi đâu đó là mẹ lật cái sổ ra, mẹ có cái cuốn sổ là hôm nay là sát chủ nè, tâm nương nè, thọ tử nè, đừng có đi nghe con. Mà mình ví dụ như mình muốn đi á, mà mẹ nói như vậy cái là mình sợ. Mình sợ với lại mình không vui. Cái em kêu thôi ở nhà luôn đi cho rồi. Nói vậy cái mẹ kêu vậy thôi ưng thì đi đi. Rồi nói kiểu vậy á, rồi nhiều lúc cũng không vui. Rồi có nói với mẹ chồng không? Dạ có. Thì nói là mẹ ơi, dụ như mình cuộc sống mà tới đâu hay tới đó thôi, chứ mình đừng có suy nghĩ nhiều như vậy, là tạo cho một cái không khí trong gia đình, một cái áp lực trong gia đình. Với lại có một cái là không mâu thuẫn cái là cái cách dạy con á, là mẹ cưng chiều quá. Cưng chiều mà em thì tính em nóng lắm. Nói mà không ấy là em quýnh. Là có một lần là mẹ con dẫn chung đi đám cưới với nhau, mà đi về là trên đám cưới là nó đã nhõng nhẽo rồi. Mẹ cứ ngồi trên xe mẹ kêu thôi con về đừng có đánh em rồi này kia. Cái bắt đầu em nghe mẹ càng nói vậy em càng tức nữa. Cái con rồi em về em lôi con bé vô em quýnh. Bé quýnh thì mẹ cứ can. Mẹ can á thì em bực quá. Nếu như mà em tính em là nóng rồi thì cứ để cho em nói hết lời đi rồi ấy. Mẹ cứ can mẹ ôm con bé lên. Thì em giật con bé từ tay mẹ ra. Em kêu má đừng có làm như vậy. Má mày làm như vậy á là con quýnh con bé thêm nữa, mà con bỏ đi luôn, con không ở với má luôn á. Thì má nghe em la vậy cái là má thả con bé xuống. Má buồn cái má đi chỗ khác. Chứ má không nói nữa. Thì em biết chắc là cái đó má không thích. Ai thích thì có. Mà em biết quýnh con cháu trước mặt ông bà, tức là ông bà suy nghĩ là nó dằn mâm sáng chén, rồi đi giận cá chém thớt hay gì không? Dạ thì lúc mình nóng quá mình không có suy nghĩ được. Nhưng mà tới khi mà mình lúc em đánh xong em dỗ cho nó ngủ á, thì em đi ra thì em thấy má cũng im. Thì em mới kêu thôi bữa sau á, nếu mà má thấy con mà có la nó hay là con đánh nó, má để im nó đi, rồi đừng có làm vô ồ nó là nó quen. Thì má cũng kêu từ đây trở đi má không có dạy nữa. Rồi từ từ liền cái hai mẹ con giảm lần, không ấy nữa. Má dễ thương quá ha. Từ đây tới sau má không làm vậy nữa đâu con. Lúc đó cô thấy trong lòng mình sao cô? Dâu mình nó nói vậy thì mình cũng cảm thấy mình buồn. Buồn chập cái là như là hết buồn. Cái đó người ta gọi là giận cá chém thớt đó. Tức là không cản thì thôi, mà cản là quýnh nhiều hơn nữa. Tội nghiệp nhỏ. Nhưng mà có khi nào mẹ chị la chị chưa? La hầu như là mẹ chỉ nói thôi. Mẹ muốn cái gì đó thì mẹ chỉ nói một cách nhẹ nhàng thôi, chứ mẹ không có la. Mà nhiều khi là em còn la mẹ nữa. Trời ơi, dâu dữ quá vậy trời. Ê là do tính em nó thẳng lắm.
có cái gì thì em nói cái đó, chứ em không có giấu trong bụng rồi để ghim gút này kia. Ví dụ như em không thích mẹ làm cái gì đó thì em nói luôn. Ví dụ như mà hai vợ chồng em muốn xin mẹ đi chơi đâu đó, thì ví dụ đi tắm biển là mẹ cũng thích là cho đi chơi, nhưng mà mẹ không có thích cho tắm nước, tắm biển, thì em cũng có nói với mẹ là con đi con không có tắm đâu. Mẹ kêu ừ, đi tắm biển nhưng mà đứng trên bờ thôi, đừng có tắm nha. Rồi nói vậy đó. Nhưng mà đi rồi thì em cũng tắm, tới khi em chụp hình em đem về, cái con bé em ngồi mở ra nó coi. Cái mẹ nhìn vô kêu, nó không có nói là tắm rồi mà cứ ngồi tắm vậy thôi, chứ bữa sau đừng có đi nữa nha. Vậy cho đi tắm biển chi? Em có bao giờ mà cái chuyện mà cãi nhau giữa mẹ chồng rồi em bực bội rồi em la mẹ chồng vậy rồi có khi nào em bỏ luôn nhà đi luôn không? Dạ có, là bỏ luôn nhà đi là lý do là em với chồng em mà em làm cho mẹ em buồn nhiều, cho nên em suy nghĩ lại là em cũng hối hận, là lý do là bữa đó là hai vợ chồng mâu thuẫn nhưng mà cũng không có đến nỗi gì, mà tính em mà còn con nít quá thì em gây lộn với chồng, cái em ôm con bé em kêu là con bỏ con đi, thì mẹ mới cứ chạy theo em, mẹ nắm em lại, mẹ kêu thôi con đi đâu thì để cho má đi với. Em mới kêu là thôi là con đi xuống nhà má con chơi chứ con không đi đâu đâu, má ở nhà đi. Thì má cũng cứ chạy theo má, nếu má kêu đi xuống nhà ngoại thì má cũng đi. Em cũng hắt má ra, em chạy đi xuống dưới nhà má em. Thì tới trưa khoảng chừng đâu được 2 tiếng thôi là má chồng em xuống dưới nhà má ruột em luôn. Má chồng em nói là ừ, ở trên đây là hai vợ chồng nó có như vậy đó, mâu thuẫn vậy đó, nhưng mà để cho nó về đây nó chơi. Tôi nghĩ nó không có kể với anh chị đâu, anh chị để cho nó chơi đi, chứ đừng có biểu nó về, rồi nhiều khi nó đi tầm bạn bạ hay là làm cái gì đó là dại dột. Cái má em xuống nói vậy thì em nghĩ là em có lỗi, cho nên là sẵn nhân chương trình thì em cũng xin lỗi má. Nhiều lúc con nóng á, con không có kiềm chế được. Con biết má thương con giống như là con ruột của má, nhưng mà má bao dung hết á, má không có suy nghĩ gì hết, cứ buồn xí là má hết buồn, chứ má không có trách em, cho nên là em cảm thấy em có lỗi với má. Có bao giờ mà con dâu cô xin lỗi cô mà khóc như vậy chưa? Chưa. Chưa đúng không? Bao nhiêu năm rồi? Mà bữa nay cũng nhờ chương trình nên thành con dâu nó củi mỡ, nó xin lỗi là như là tôi cũng rất là cảm ơn chương trình để gia đình để được củi mỡ. Nhưng mà chẳng qua trong những năm vừa qua chưa bao giờ em có ý định nói điều đó với mẹ chồng à? Mẹ bao dung quá, hình như là mình cảm thấy là ừ, cái đó nó không chỉ để trong bụng thôi, chứ không có ái, rồi từ từ mình sửa đổi thôi. Em chưa có nói với mẹ lần nào hết, cho nên cũng tham qua chương trình thì em cũng gửi lời xin lỗi mẹ. Rồi từ đây trở đi con sẽ bớt nóng tính đi, con sẽ kiềm chế được mình để không làm cho mẹ buồn nữa. Mẹ thấy con dâu xin lỗi khóc thì mẹ cảm nhận thế nào? Thì con xin lỗi má, thì má cũng rất là xúc động. Thì má cũng nhận cái lời của con xin lỗi má, thì má thương con nhiều hơn nữa. Dạ, con cảm ơn má. Bây giờ có những lúc nào đó mà con dâu thẳng tính quá rồi nói, gọi là góp ý mẹ thẳng thắn luôn trước mặt mọi người không? Dạ, cái đó hình như là... chưa. Chẳng qua ví dụ như người trong gia đình không thôi, ví dụ như mẹ kêu ở cái bộ đồ đó mẹ mới mua đẹp, mẹ thấy đẹp, bà bán bà cũng kêu đẹp, thì em mới kêu đúng rồi, bà bán thì bà kêu đẹp là đúng rồi, nhưng mà con thấy không có đẹp thì em nói trong gia đình vậy thôi, chứ còn em không có nói trước mọi người, mấy người kia thì em không có nói. Nói vậy rồi mẹ có mua không? Mua là mình phải giao kèo với người bán. Tôi đem về đây mà tôi bận thử mà con tôi nó giao tôi, bé tôi nó kêu đẹp á, thì tôi nói mà không đẹp thì tôi trả, nghe người ta chịu thì đem về. Con dâu nó kêu không đẹp đem tặng. Chưa thấy mẹ chồng nào mà thương dâu mức như vậy nha. Dạ mẹ thương lắm. Coi như con dâu là số 1 luôn rồi đó. Dạ. Chuyện mà hay nhạy cảm nhất với mẹ chồng nàng dâu đó là chuyện xài tiền đó. Kinh tế gia đình nó tiền bạc rồi mua cái gì ai cái gì. Ví dụ là tiền bạc thì con của cô là để cho cô giữ hết. Con không có giữ tiền. Con dâu để cho mẹ chồng giữ hết luôn. Vậy đó, để cho mẹ chồng giữ hết, chứ con dâu không có giữ tiền. Mà con dâu mà ví dụ con dâu mà ở dưới nhà nghỉ mà điện lên nói má ơi con thích ăn đó má mua, còn lại dù mưa hay nắng gì là cũng lật để đi mua liền thôi, chứ còn không để trễ. Hay quá vậy ta. Để xem người thứ ba sẽ nói điều gì nha. Mình là người đứng ở giữa, mình cảm thấy có những lúc vợ
hay nói chuyện với mẹ thiếu suy nghĩ, nói thẳng như vậy sẽ làm cho mẹ buồn và sẽ làm cho chồng không vui. Còn đối với mẹ thì hay suy nghĩ cho chúng con nhiều quá. Có những lúc vợ chồng muốn được đi chơi, đi câu cá, đi tắm biển hay giải trí một tí thì mẹ thường hay căn ngăn, nói vào nói ra. Mẹ nói như vậy sẽ làm cho vợ chồng đi chơi không còn vui vẻ và thú vị nữa. Và hãy thay đổi, nói chuyện với mẹ biết suy nghĩ và chín chắn hơn. Như vậy sẽ làm cho mẹ vui và sẽ làm cho chồng hài lòng và gia đình chúng ta sẽ hạnh phúc. Còn mẹ, vợ chồng con đã lớn khôn rồi, mẹ hãy bớt suy nghĩ, bớt lo lắng cho vợ chồng chúng con. Để những lúc vợ chồng chúng con muốn được tự do, muốn được đi chơi, sẽ không phải mẹ nói qua nói lại để vợ chồng chúng con đi không được vui vẻ. Và con mong rằng mẹ sẽ là người mẹ vĩ đại và thương yêu chúng con, để gia đình chúng ta mãi mãi được hạnh phúc.